Hey, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Dạ, thì cũng xin lỗi nha, tại mấy bữa nay mình không có rảnh cho nên mình không có ra clip thường xuyên được. Nay thì sẵn update á, mình vô mình thấy có miếng tiền, mình vô mình quay thử năm bốc cái nó ra luôn cây này vàng. Nói nghe hư cấu à. Quay năm bốc rồi ra luôn cây vàng ơi. Công nhận cái số mình nó cũng hưởng hưởng làm sao chứ. Tại cái lần mình quay cái MacBook nó cũng ra, cũng năm bốc cái nó ra cây vàng gì. Lúc đó mình chưa cây thường nữa, ta luôn cây vàng, xài cây vàng luôn. Giờ này chưa nguyên cái set vàng luôn. Trời, khẩu này khá ngon nhưng mà phải biết bắn. Bắn cũng xa chứ. Trời ơi, đứng ở đó kèm. Này mạng hơi yếu. Nhắm bắn khó ngon chứ. Thôi, không chơi. Cái lục đó là, cái lục này là không chơi được với nó. Trời, mạng đã lát, giật nó. Wow. Chết đi. Ly gì? Ly gì? Chạy. Không chơi được cái thằng đó. Chọc. Thôi. Thọt cái mặt ra. Thọt ra. Chọc. Chà, cay thế. Ta đã nhảy vô cho nó khỏi. Thôi, không chở bơm đâu. Bơm cũng riết. Ừ, kém chết. Wow, ngay sniper. Cay thế. Yên tâm, mang về chống lay rồi. Ta biết thế nào cũng có chút mấy cái đứa mà chơi theo cái kiểu mà lay hồi sinh. Bị nhiều rồi, cay. Trời ơi, hai đường. Thôi, không có ai. Trời à, mình tưởng cái tầm đó là chết rồi. Trời. Bơm bụng gì nữa. Để tao ném cho nè. Phải. Trời ơi. Cây chưa? Ngay thằng sniper đứng đó. Có đứa này. Mình cây hai lần ông này rồi nha. Ra bắn tưởng dính là ai về. Phá lầy nữa. Chọc không chết luôn. Đâu hết rồi. Ở ngoài pha đó, ở ngoài đâu còn bơm đâu. Trời, ai bắn, ai bắn ấy. Chạy bơm vào.
Mơ mà chết nè. Trời, ly, châu ly nữa. Đá ly. Rồi, sâu đó không thấy. Cái súng thôi mà. Ồ, lay, lay. Làm gì đó. Skin này khó thấy thiệt luôn á. Thấy thề, mình không nhìn kỹ là ở trong đó mình không thấy nó rồi. Ok, đẹp gì chứ. Thấy không, đôi lúc nó bắn rất là xa nha. Có thể là do dép nữa. Dép kiểu gì mà có lần bắn tròn cái mini đam với nửa đam. Chết đi. Không chết hả? Full đam nữa. Ê, ông ơi tha con ơi. Trời ơi, nãy cầm mét ra là chơi nó luôn. À, đợi xíu. Đây nè. Trời ơi. Nghe được rồi đó. Mà cũng chết. Trời ơi. May á. Đúng là đúng đắn khi mà mang cái giày chống lây vô. Ồ ồ, làm gì không? Manh động vừa vừa chứ. Ơi. À, mày không âm mạng. Rồi, hết trận rồi. Bắn chưa xuống tay gì hết. Mới có 20 mạng. Mấy ông này lẹo quá. Thôi vậy được rồi, ông tâm sư học đạo này bắn khá bá rồi, ai không biết. Anh em Hà Nội là biết này. Tà Lan này nổi tiếng. Nó Gentleman nè. Benzy. Benzy mình gặp cũng ghê lắm. Còn nhiều nữa chứ không phải hết đâu. Vitic Gaming nữa. Đó thì thôi mình cảm nhận nha. Thì khẩu này bắn cũng khá là tốt. Tại vì cái khẩu thường của nó mình cũng ít khi bắn lắm. Mà cây vàng mình mới quay rồi sáng. Cái giờ mình lấy ra mình làm luôn. Này các bạn coi nè. Đó cây vàng của mình. Coi cây thường của mình nè. Cái thường của mình cũng 99%. Chính xác là 998. Đây nó đó. Cây súng mép vàng mà có vẻ nhiều người xài nhất. Thôi cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nha. Nhớ like cũng như subscribe nếu như các bạn thích clip của mình nha. Và để cho mình có thêm một tí động lực để mình làm tiếp video nữa. Cảm ơn tất cả các bạn. Bye bye.